mà đi bán số rồi. Giống cái cây vậy nói vậy, cầm cái cây gõ khóc khóc đầu nè. Gõ khóc khóc. Biết người ta sợ đèn xanh đèn đỏ luôn. Ai sợ? Người ta sợ. Tôi có thấy ai sợ đâu. Cầm cái cây vậy nè mà gõ đầu hả? Có không? Có. Thiệt luôn. Ừ. Ông bà nội nói chuyện tiếu tiếu hoài, ai tự nhiên mời ta mua số lấy cây gõ đầu ta. Ừ. Có không á? Vậy là hồi sáng là tôi đưa thiếu một tàu phải không? Ừ. Để đó nữa, để tôi coi kỹ lại. Có ăn gian tôi không? Không. Ừ. Ăn gian tôi là bụng bự ráng chịu đó nha. Ừ. Bán tôi đưa ông 8 tờ 5 ngàn. Một cặp 10 ngàn với 2 ngàn. Ừ. Là 90 ngàn. 90 ngàn thì lấy 9 tờ đúng rồi. Vậy tôi bán không có lợi. Lâu lâu bán lỗ một bữa. Nó giùm bữa. Nó nhận chơi cha thì cha. Cha con gì? Chị em với cha con gì ở đây? Vì sao bữa nay không lấy số tôi kêu tôi đem số ra mà lấy số của ai vậy? Chứ âm chưa ra xong nữa. Nãy có ai nhắn tin cho tôi nè kêu đem vé số ra cho con đẹp kìa. Ai hả? Ai biết? Tôi không biết ai luôn, tự nhiên gửi tin nhắn. Đem vé số ra bán thiếu cho con đẹp kìa. Ừ. Ai trời, có quen bà không? Tại cái chị lùng lùng nữa. Không phải. Cái chị lùng lùng cái chán á. Không phải. 20 tờ đó chứ. Cái chị mà cho 5 ngàn á. Không phải, không phải. Nếu mà người đó nhắn tôi biết. Phải. Nói chuyện thấy hơi kỳ cục lắm. Tôi cũng không trả lời luôn. Phải mà. Có ghé bà không? Ở chị vậy? Nó quen lén bà bệnh á. Vậy? Có thằng lợi thằng đẹp ở đây rồi. Là sao? Bữa kia bà la sáng năm rửa sẽ ra đứng đây đón mà. Ừ. Bà đưa 20 vé cho người bán. Ta bán ta ra đây ta ngồi rồi mấy tiếng màu trời nắng lên luôn. Bà chạy ra mắt hơn mà. Lập, lập quá ghét, ta sợ ta không dám ghé luôn. Chờ mà đánh nổi mà cái mình hứa ình luôn mà cũng chưa thấy ra nữa hả? Vừa cái tội, vừa cái tội. Lúc với số người ta đưa bán cứ làm đứt với tao hoài. Bởi vì giờ ai dám đưa nữa. Ráng tích lũy dốt bán gì sao giờ. Thôi ăn gian ta làm gì. Cái gì? Không đưa thôi ăn gian ta làm gì. Chồng đứa có mời đời với đó. Quá dữ. Ê nãy tôi thấy bà đổ gì trên đầu hả? À? Đâu đổi lại coi thử cái coi. Ừ. Đẹp quá. Chào Lệ Thu nghe. Dạ chào cả nhà thân mến nè. Để tôi thấy đội nó đẹp nó đổi lại coi cái đó coi. Dạ chào Nguyễn Ngọc nghe. Sao vậy sao không đổi? Đúng bỏ rồi. Đâu đúng rồi sao khác hết. Từ người ta bán hết người ta xiên người ta lãnh thêm người ta bán đi chứ đâu mà mỗi lần bán có 10 tờ 15 tờ là nghỉ không à. Thằng Minh Bởi một ngày nó bán mấy chục tờ đó trời, nó bán cả trăm tờ đó. Ông kia ông bán một ngày mấy ngàn tờ là ông cầm cái tay ông đứng gõ. Mấy được mấy ngàn tờ. Chào chăng lên. Còn tôi rồi chứ... ông có gõ. Có thể chứ bộ cái thằng mà nó ngồi bên đó đó. Ông gà cho đưa số nó bán đó. Ừ. Biết sao ông dám đi gan cho ông cốt ở đây vậy nè. Ừ mai mốt bà làm đi gan như coi, bà chống cái gậy cái đó mà đi bán số rồi. Chống cái gậy cái đó vậy, cầm cái cây gõ khóc khóc. Bây giờ biết người ta sợ đèn xanh đèn đỏ luôn. Ai sợ? Người ta sợ. Tôi có thấy ai sợ đâu. Cái cây nào mà gõ đầu hả? Có không? Có. Thiệt luôn. Ừ. Ông bà nội nói chuyện tiếu tiếu hoài. Ai tự nhiên mời ta mua số lấy cây gõ đầu ta. Ừ. Có không á? Hồi bữa kia tôi bắt quả tay nè. Thiệt không? Ừ. Bắt quả tay. Vậy ổng mà cái ông đứng bên đó đó hả? Ông sợ lắm. Là hai bên bán cạnh tranh với nhau luôn. Không có bán. Chứ sao? Chứ cái buổi mà tôi muốn ra đây tôi quậy ổng á, tôi cầm nguyên cầm giấy số giả, tôi ra đây tôi ngồi nè, ổng sợ tôi bán số thiệt. Ông quéo phu luôn, cái ổng đưa tiền ta cho tôi. Đọc chiêu quá, đọc chiêu á. Chứ ổng bán giấy số mà ổng gõ trên đầu ta
gõ không trời. Sợ sao không, không cây gõ đó. Bán số mà người ta không mua, rồi gõ cây đầu ta ai dám mua. Bảo rồi. Cái này đẹp, có nói chuyện Tiếu Lâm nè. Mà nó con mắt ba video ra sao á. Trời. Sớm giờ bán được nhiêu tờ rồi? Chưa, mới lấy ra. Mới lấy à? Lấy đâu ạ? Lấy đâu hỏi chi? Hỏi đàn ông lấy theo à? Lấy gì đâu trời? Phật ơi, tự nhiên tôi bán số, như tôi đi lấy cho đó. Ức gì vậy? Không. Thôi lấy đâu lấy đi. Không cần nhất thiết gì phải lấy của tôi. Rồi. Chỗ nào tiện thì cứ lấy. Bán rồi đưa đây thì nói tôi bán với số thiếu. Chỉ cho lẩm đẩm không dài á mà không biết cô bác anh chị em mua với số không biết sao mà thấy mà Thanh Liêm không có cái gì. Ờ con cái này nữa nè. Cái gì nói rồi. Ông bán với số ông không có được quyền cho người ta đổi nghe chưa? Hỏi là sao? Là bán với số mà ta có trúng á đừng có cho người ta đổi. Không cho đổi. Ờ. Cái gì vậy? Sư giả hả? À? Ừ. Kìa bữa nay mới kìa. Hồi chiều nhỏ em nó mới đổi cho người ta hết hai tấm kìa. Tôi không biết số thiệt không á. Nó nói mai đây tôi đem lại số giả đây. Chắc má tôi nhìn xuống dao á 800 ngàn. Đứt vốn viêm tập nữa quá. Hồi chiều đi kiếm mồ hôi bỏ ở nhà. Mấy đứa em người ta đem lại với số người ta đổi. Mà đổi lô 4 con á, 2 tấm là 800 ngàn. Về mình nói nó cũng giật tịch đó. Nó nói trời ơi, mà thật sự có. Ở chỗ mình lấy giấy số á là ngày hôm qua và sáng này chứ. Là cái chú đó chia sẻ là nó bị người ta gạt hết 1 triệu bạc. Đổi 10 tờ, tờ 100 ngàn, đổi 10 tờ. Giờ gặp Ngọc Đẹp, Ngọc Đẹp nói nó hú hồn quá. Tướng ăn trời. Bây giờ ma ma phật phật không mà làm số giả thì gan như số thiệt vậy đó quý vị. Thì ngày mai cũng hên xui mai gũi thì đem xuống mà ngay số giả là Thanh Liêm mới chạy qua chứ sao vậy. Bà có bán số giả không? Trời đó là trời mới ngồi bữa nay mới gan như là con dượng như trời bây giờ. Thích thế. Tôi mặc đồ nữ chưa? Ừ quá đẹp. Ai 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 để xuống đàng hoàng. Ôi là trời đẹp quá là đẹp. Mới sập cái kênh tôi luôn đó. Đã cái kênh là kênh nhà nghèo còn bị sập kênh đó là rồi luôn rồi đó. Chơi phiên cộng luôn. Ai đi ngang cũng gặp hai chị em cũng dởm chơi nó hai đứa này nó khùng nó ngồi ở đây. Mà công nhận ai cũng dởm phải không? Nói tôi có bà khùng đó. Hai cái xài nè. Ôi ăn đi. Ăn đi. Trời ơi trọng kè nhỏ em nó đem về nữa kìa. Ừ. Thiệt. Ông dạy tôi cho bà ăn nữa mà thôi. Chợ bà ơi, không ăn để thúi. Ơi bữa nào ông cho tôi con gà đi. Ông mua cho tôi con gà ăn. Quá mập ơi đừng có ăn nhiều nữa. Lâu dữ lắm mà ông có mua cho tôi nữa. Chung số đi mua cho ai. Rồi ăn đồ thứ dữ không, rồi ăn gà không mà. Thì gán tắm rửa sạch sẽ đi, khán giả người ta thấy người ta thương người ta cho con gà cho ăn. Đây nè, bạn ở đằng sau kìa. Bạn ở bạn chị đẹp hả? Bạn chị đẹp ở đằng sau hả? Quả ba lô lượt rồi kìa. Bạn chị đẹp bây giờ đi chung bố nó gà nó biết chưa? Đó, đó giờ bây giờ là thứ dữ luôn đây nè đó.
phải gì chứ, những cái thằng thằng đó là cũng phải cảnh giác á. Cuộc sống bây giờ khó khăn quá, nó nhiều cái bất cập lắm. Quá trời xe luôn á, không có thịt gà, không có thịt gà ăn thịt heo được không? Giờ đã bụng rồi nè. Chào cô Diêu Hứa nghe, đau bụng ăn xài đi cho hết đau bụng. Đau bụng thì ăn xài đi cho hết. Ờ để đi, mai đi trúng số tôi mua cho con gà. Trúng số mới được nha, không trúng số lộn mới có nha. Vậy giờ này đói bụng, mới đau bụng bây giờ tới đói bụng. Thì đau bụng đó, thì đau bụng thì có tiền ra ăn đi. Tiền đâu còn vốn có 10 tờ trúng số đó cha. Thì ráng bán đi đến tối có tiền ăn. Không thấy ai mua đâu. Chút xíu có người mua. Chào anh Bùi nghe, cả nhà nghe rõ không cả nhà? Thì Thanh Liêm ngồi gần thì giọng nói Thanh Liêm mà cả nhà chắc nghe rõ, còn Thanh Liêm còn bên kia đẹp ngồi xa. Đẹp ơi, cố gắng nghe lời khuyên của Thanh Liêm nha, cũng mong được vậy đó cô, giảm cân bớt đi. Giảm rồi đó. Giảm rồi giảm, bà ơi bà ngồi bà giữa cái cột bà gan lự à. Kìa kìa đó, đó thấy chưa? Làm gì chạy? 28 kg. Tôi lạ cái bà 28 kg. Trời ơi trời, ngày đó muốn cọc luôn rồi kìa. Ngọc đẹp ôm cọc bố luôn rồi kìa. Nó đang bị ngược đèn á, cho nên là cái ánh sáng nó cũng không có được rõ quá. Mong cô chú anh chị em xem thông cảm nha. Ở ngồi xuống đi chạy ơi. Kìa kìa, ta dòm kìa, ta dòm ta cười kìa, đừng có muốn cọc nữa mà nói. Ta mến ta cười kìa. Ngồi xuống. Trời ơi là trời, ai đi ngang cũng dòm hết trơn. Đứng ôm rồi ơi, đừng ôm cọc nữa. Chào Hiến Trương nha, thôi bà nội sập cái cây của người ta. Trời ơi là trời, bà nghĩ sao hả? Ngồi xuống. Ông ơi tôi mập sập cái cờ, bởi vì tôi ôm cái cờ. Thì chứ bà không có mập đâu, bà giờ giống như là cái hồng mít vậy đó. Ồ quá cả nhà, nghe rõ không cả nhà? Em nãy quên đem cái mít theo ra đây nữa, mai mốt ra đây ngồi mới đem cái bít mới được. Hồn quá à, nó bị ác cái tiếng nói hết trơn à. Đó thấy chưa, ngồi rồi gan như sứ bồ, coi mấy bộ phim kinh công nữa, ngồi gan như chị đẹp ngồi vậy đó. Nó chống hai tay nó xà cái mông nó xuống. Chị nãy nói là tôi còn thiếu đời giấy số phải không? Ừ, chút tôi trả 10.000 rồi tôi đưa 10.000 nữa là rồi, rồi đi kiếm gì ăn đi. Nãy mới đội gì trên đầu mới kìa, nhìn còn dữ chăng nữa. Lúc nãy đi ngang là thấy rồi, giờ đi ra lại không đội. Không phải đội cái nón, nãy mà đội gì ạ? Nói tôi nghe coi. Ta đội gì vậy ha? Sao không đội lại cho coi coi? À, chụp bỏ rồi. Thời trang đó. Thế là chụp bỏ rồi. Thời trang thời thượng đó. À, chụp bỏ rồi. Không mới nghe rõ tiếng đẹp ha, dạ. Để Thanh Liêm ngồi sát lại một chút. Thôi đừng ngồi sát quá, ngồi vừa thôi. Ngồi sát quá là sao ạ? À? Thấy mùi hay gì? Không có mùi gì hết trơn á. Chứ giờ mày ngồi gần lại chút xíu nữa coi. Sao sao vậy trời ơi. Sao sao chứ. Đẹp lâu lâu rồi đứng biểu diễn thời gian cho cô bác anh chị em xem ha. Muốn cộn đồ. Ra tao không để sáng mai tao hãy lấy số, lấy gì sớm vậy? Có nhiều lấy nhiều.
bữa nay xin được nhiều. Người ta không có cho được 1.000 đồng mà cực kỳ vậy trời, dễ thương quá mà sao không ai cho tiền hết trơn vậy? À không biết đâu, đâu có thấy ghét đâu à. Gì vậy, là gì đây? Rồi tập này mua, gọi này mua nữa rồi mua gì vậy? Đem ra bán ra đi. Tôi bán ra sao á? Thì chúng tôi đưa 10.000, tôi lấy hay chứ xài phải không? Thôi không có cửa đâu, cô không có ăn đâu mà kêu tôi mua làm gì. Ừ giờ chút xíu là trả 10.000 rồi cho 10.000 nữa rồi. Ừ còn hai trái này tôi đem đi rồi. Ừ rồi còn trái cây đó của chị, chị làm gì đó chị làm đi. Ừ để giờ để hoài luôn. Ừ để đi, để sao mà thứ là như cái mùi chuột sình vậy đó, để đi. Nhà kế bên có con cai. Ờ, có con gì? Con cai á. Con cai là con gì? Thì con cai đó. Là con gì cũng được. Là con cai á. Ai không biết con cai mà con cai là con gì? Con cai á. Con cai là con cày đó phải không? Ừ. Nó đại con cày đi, con cai hoài. Rồi sao nữa? Trời ơi, chuyện gì lãng nhách vậy bà hai? Tự nhiên nhà kế bên có con cai đó. Có con cai nó rồi hết rồi. Mặt ơi.